Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft thực tế ảo. Thì mình sẽ là người chơi đầu tiên nha các bạn nha. Thì như các bạn đang thấy đây, đây mình có để mình ở trên màn hình cho các bạn thấy cái cách mình chuyển động như thế nào, thấy không đó. Còn đây chính là hai tay của mình nè các bạn, à, thấy không, thấy không. Thì hai tay của mình á, ở đây thì các bạn đang thấy là có một cái kho đồ nè, còn bên đây là cái kiếm kim cương. Mình có cả cung nè, à, có thể bắn được nha các bạn nha. Chú đó, rồi có thêm cả táo vàng nè, thấy ăn được luôn. Nhom 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 nhom. Đó, ăn nè, nhom 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 nhom. Đấy, ghê chờ đấy. Bây giờ mình sẽ là người chiến đấu đầu tiên nha. Ok. vô. Rồi bắt đầu nha mọi người. Thì ở bên đây thì mình đang thấy là hiện tại nó đang có khoảng 10 con zombie các bạn ơi. Đây đây. Để mình nhìn vô xem. Ồ. Hiện tại mình đang thấy trong đây có khoảng 10 con zombie các bạn ạ. Ok, thì nhiệm vụ của mình với lại là Sim, Sam và Kai là phải giết 10 con zombie này. Rồi, ok. Mình sẽ bấm vào trong nút bắt đầu. Tít. Rồi, vô đây nào. Mấy bạn có coi Thanh Gươm Diệt Quỷ không hả? Thứ nhất. Rồi. Ghê không? Ghê vậy? Đánh chiến đây. Khi mà chúng ta chạy thực tế. Ui, chết, đông quá. Ui, đông quá. Xong rồi. Chạy. Chạy thôi. Oh my god. Chạy mà chứ không di chuyển kìa, chạy là phải nhảy luôn chứ. Mấy con này đông quá à. Từ, bây giờ tôi phải lấy cung tôi bắn cho chắc ăn. Mọi người thấy tôi đang bắn đó mọi người. Ủa nhưng mà nó đông quá mọi người ơi, mình không biết là mình bắn thế nào hết được nữa. Ui chạy. Chạy mày ơi, cố lên chạy. Chạy nhanh lên. Ăn táo vàng. Đâu rồi. Cầm cái cung đánh vô cái đầu đó không? Tắt ok rồi, để tôi cầm cái cung tôi quýnh vô đầu đó nha. Đúng rồi. Ôi, đông quá, không được. Bây giờ mình phải sử dụng cái vũ khí khác thôi. Có gì, kiếm, phải dùng kiếm thôi. Không nên sợ nữa bạn ơi, giờ mình sẽ chém đường dài nè. Mình sẽ giết từng con nha các bạn nha. Thôi chém hết. Hết máu rồi. Chạy. Trời, nhện rồi creeper nữa. What the hell? Giờ sao vậy? Tao nhìn. Chạy mày ơi. Nhìn Phong buồn cười á. Ăn tao vàng. Nhanh. Chạy tiếp. Ok. Nhà vô đây. Cầm kiếm lên, quýnh đó bạn ơi. Yên tâm, tao mình quýnh được mà. Con nhện. Em nhìn nó Phong ơi, đánh vô. Đánh vô cái đầu đó. Đau quá. Đúng rồi, tôi có cách này hay nè. Ok. Bây giờ mình sẽ dẫn con zombie lại gần cái con creeper này và sau mình sẽ cho nó phát nổ. Hợp thêm đi. Đúng rồi. Qua đây nào. Vậy theo tao nè. Vậy theo tao nè. Ủa. Ủa gì vậy? Ủa nó nổ luôn rồi ta. What the hell? Tránh ra. Tránh xa tao ra. Đừng lại gần tao gì. Đâu rồi. Chỉ cần giết được hết đống con này thì mình sẽ là người giành chiến thắng các bạn ơi. Đây nè, tôi đang bắn nè. Ôi, tôi bắn gần hết, thấy ghê không, Không con nào tôi lấy gần. Phong là nhắm dưới chân của mọi người nhưng mà kệ. Nhắm dưới chân là sao? Tức là bạn toàn nhắm dưới chân của con zombie. Chứ giờ biết nhắm đâu vậy? Sắp chết rồi. Còn mấy con, chẳng lẽ mình lại sợ như vậy sao? Ngoài đây. Mời bắn nó. Cầm kiếm cũng được. Trời. Yeah! Chạm nó. Đúng rồi, hay quá. Đây. Chạm luôn. Quá mạnh. Ghê chưa? Rồi, bây giờ đến lượt ai đây? Rồi, tới lượt mèo Simmy nha các bạn nha. Bây giờ sẽ tới lượt mèo Simmy nha các bạn nha. Let's go. Ok bạn, bây giờ sẽ tới lượt mèo Simmy nha. Yo. Hello. Ok. Chị múa như thế nào đây? Sim ơi, đưa hai cái tay lên trên cao cho các bạn thấy tay Sim. Trời ơi, đánh cho bi đi trời, không. Ok, không để tôi coi, coi. Làm gì vậy? Ôi trời ơi. Đánh lén được.
được hả? Không được quá à. À, mình tưởng không được chứ. Bây giờ mày bấm cái nút á, mày bấm cái nút để bắt đầu. Phải chừng đó nha. Phải chừng đó nha, ok, let's go. Bấm nút kìa, bấm nút à, bên trong. Cái bấm nút, cái tay lại, tay lại. Cái nút bên trong. Đây, đây, đây. Lúc này. À, ok. Đó là chim ơi. Đợi tí là đó để mình lên lại. Cái không, cái xuống này cái bắt kiếm dung cái ăn. Đó. Ok. Thật quá. Wow. Trời ơi, muốn quạt luôn. Muốn quạt luôn. Ê mọi người nhìn cái tay đó. Nhìn cái tay đó có giống mình luôn mọi người. Thôi được rồi, quýnh cho Bi đi ba. Ok, quýnh cho Bi. Quýnh cho Bi vừa múa kiếm đi coi. Sao hai người đi chen nhau vậy? Ủa? Rồi xong. À đây, đấy rồi. Ok, giúp mình tới đây. Đó, ghê chưa? Đánh vô cái đầu mày nè. Tát vô cái đầu. Ui dồi ôi. Ủa sao cầm táo luôn rồi? À, cầm cái cục đất cũng được. Mày đây. Mày chết máu á, giờ cái tay kêu lên đi đừng coi hết máu á. Ăn táo vàng vô. Chưa hết máu, ăn gì. Ủa đâu rồi? Cái kiếm. À, ấy da, mày anh bạn à, tới đây đi hả? Ủa sao đông quá vậy Phong? Thì đông chứ, nhiều mà. Mày nè. Hết sọt nè. Chết nè. No! Từ từ, cái này là mình lỗi thôi, mình làm lại. Ủa trời ơi. Hey bro. Hey, đó, ok, mình đánh chậm mà chắc nha mọi người. Tôi đếm này chắc cũng phải 20 con zombie á các bạn ơi. Hey. Bắn cung lại đi. Từ từ, đây cái bắn cung nha. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Quá ghê luôn. Chị bắn mà đàn con sâu chân con chứ không chung. Bắn cung mà nó xuyên tường luôn. Lỗi rồi, nó nhảy. Ghê chưa, một con rồi nè. Quá ghê. Sọt hết sọt đúng rồi, bắn kiểu đó là nhanh đó. Mày nè. Ui ô. Mười mấy con đang dí theo mình. Táo vàng. Rồi, ăn. Ủa? Ăn là như bấm nút nào vậy? Bấm nút trên đúng không? Rồi, đưa tay kia lên cho coi ăn chưa?
Bạn có ăn hay là bạn hửi vậy? Mình mới làm quen, mình mới làm quen. Không cảm đâu cảm đó. Nhưng mà mình chơi rất là chuyên nghiệp, phải không? Sao đèn phân tử quá, tao vàng vậy? Lộn, kết lộn đó hoài à. Em tao vàng đẹp hơn. Quay mi đồ. Giờ bì với chúng tôi nè. Cầm kiếm nè. Tát vô cái đầu nè. Bạn chém mạnh mà chém ngang cái tay là nó sẽ chém lan á. Đúng rồi, chém ngang á. Nè, chém ngang nè. Đó. Ui ồ. Đó. Chưa hết máu. Cái nhiêu điểm, Trời ơi, thua sim nữa. Ủa? Thua sim nữa, cay ơi. Tự nhiên 4 điểm vậy à? Mình nhớ mình đánh cũng hay mà ta. Mua quạt luôn. Ủa trời ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ là người chơi cuối cùng. Woo, hello. Cái kiếp. Từ từ, chuyển cái này đấm nè. Cái đấm nè, chuyển là cái này. Ok, rồi. You die. Vậy từ từ, mình có cái kiếm mình thể hiện cái coi. Mình làm giang hồ coi. Đâu rồi, đâu ta. Đây. You die, không? You chơi đó, you thua. Đó, rồi, vậy đi nè. Nhảy đi. Tăng. Đi là mình phải đi như trời đó. Rồi, chọc vô. Lôi! Từ từ! Ui! À đây! À! Từ từ! Chưa! Đúng rồi, chị đắng luôn, đúng rồi, ok. Kiếm đâu? Kiếm ở đâu vậy? Từ từ! Lấy táo vàng ăn đi hết máu rồi kìa, giơ hai tay lên cao đi. Rồi. Từ từ. Bấm cái nút bóp á. Đây, nút này nè. Đây. Ôi trời ơi. Lái xe hả bà nội? Rồi. Rồi, quýnh được cái nè. Wow. Hay quá rồi, chạy. Wow. Wow. Còn nửa máu à, từ tìm cách ăn á. Rồi không thua. Không làm thử gì hết trơn. No, xong luôn. Sao mình sẽ cho sang chơi lại em được nữa. Sao chỉ chuyển bình thường được không sao? Ủa chứ sao bây giờ chỉ chuyển là phải như này chứ. Không biết đi chợ không? Rồi. Giờ mình cách vô. Hây. Hay quá Sam ơi. Hay quá. Hây. Hây. Đói. Ăn tao vàng vô, tao vàng vô. Thôi chưa. Chờ tao vàng. Tao ăn thì có thêm tiền ăn cho an toàn. À ok. Ui. Thấy chưa, bắt đầu chuyên nghiệp rồi các bạn. Rồi, biết rồi. Màn hình mà chớp có nghĩa là hết máu á nha. Ok. Hết sức đi. Wow. Wow. Lùi. Chạy. Tay yêu. Ôi à. Đỉnh không, đỉnh không? Đứng nghiêng mà người vẫn chạy các bạn. Đúng rồi, ui rồi. Ui rồi, đỉnh quá. Rồi xong đổ đi tôi. Bắn. Bắn hay quá, bồng đăng. Sao không trúng nào vậy? Chạy. Chạy. Hay. Hay quá, một con chết rồi. Ăn táo. Nhiều máu mà làm gì mà la vậy? Sao có skeleton nữa vậy? Né skeleton. No. Rồi. Chết rồi bạn ơi. Đánh luôn, dùng cung bắn được lại luôn. Rồi. Bây giờ không bị như bây nữa, bây giờ bị. Hay quá, trời ơi. Hay quá. Rồi. Hay quá. Hui. Trời ơi, còn 3 con rồi. Cố lên Sam ơi, còn 3 con thôi, cố lên lên. Woo. Rồi, con có sức cắn đó, con. Dưới đây con sức cắn đó, tình nữa. Mày, ôi chịu. Khó chịu nha. Yeah. Woo. Ok, và
bây giờ sẽ đến lượt của Mr. Ê, tính ra đây là lần đầu tiên anh chơi cái này luôn á trời. Em cũng vậy á. Nhìn nó thật dữ vậy ta. Ủa, đang làm nhiệm vụ của anh đó là giết chết mấy con zombie. Dịch ơi, dịch nhảy Vina House được luôn á dịch. Để biết là hao được thay đấy. Ok anh em, bây giờ mình sẽ gọi là cố gắng tìm cách để đánh mấy con zombie ở bên trong kia nha. Ủa bây giờ mình ấn cái nút này đúng không? Đúng rồi, anh bấm nhấn cái nút. Hello, hello my friend, hello, alo. Nhìn nó đông quá, phong ở đây chuyển mấy chục con trời. 1, 2, 1, 2, 3. Mày ô. Đừng có đánh được luôn cái gì. Ok, ok. Bây giờ là bấm vào cái này đúng không? Đúng rồi. Chắc chưa? Dạ. Ok. Ê, bấm chứ phải đập. Chữ A, chữ A. À, bấm chữ A, ok, ok, đây từ từ. Đây, chữ A, đây rồi, bấm vào đây. Từ từ, từ từ, ăn táo vàng, ăn táo vàng. Nhét vào mồm đúng không? Ôi, nhét mồm, ok. Đã nhét. Nhét thêm quả nữa. Ôi, chạy. Từ từ, từ từ, từ. Vũ khí đâu rồi? Hello. Are you kidding me? Hey, yeah. Ha, ha, ha. Ui, ui. Ui, ui. Chạy xong rồi bắn ra rồi, ấn lộn rồi. Lộn. Dưới nút này đấy, đúng không? Đây đúng không? Đúng rồi đó. Thuy. Ui, ui, bắn chưa đây. Ui. Hay. Ồ, hay quá. Ui. Ui, hay quá. 10 điểm luôn. Ui. Lại, ui, từ, nhầm, từ. Ui, ui, ui. Từ, chơi kiếm đi. Lấy kiếm xả nó dễ hơn hiểu không? Đây. Mày. Lấy đây. Mày. Ôi. Chạy. Ôi. Rồi xong luôn. Trời ơi, dở quá vậy ơi. Được hồi sinh không? Ấn được cái này hả? Ủa làm sao để bấm cái này ta quên rồi. Nút chữ A đây ok, ấn. Let's go, ra đây. Ra đây bê bê. Từ. Woo! Nhảy chém cứ lít ra. Chạy anh em, vẫn còn máu. Chạy. Tại lúc đấy là mình bị dồn vào góc này mà mình không để ý, mình cứ lùi anh em ạ. Phải, nó phải chiến thuật. Nó phải như thế này này. Hợp lý luôn rồi. Lùi. Ăn máu đấy, mình phải đánh chiến thuật nó phải như thế anh em. Đấy, ăn máu, nhét mồm. Rồi, chạy tiếp. Quay đây. Đổi kiếm. Xài cung luôn. Huy. Mày. Mày. Từ đổi lộn này. Một cái nữa là. Thôi cầm kiếm đi mấy con. Cầm cái này đánh đâu á. Đây. Ui chà. Ui từ này không có được crit á. Huy. Không nếu mà anh chém ngang. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn liệm luôn rồi. Mày quá. Vẫn chạy được. Chưa. Ăn táo đó. Ok, có táo vàng rồi anh em ơi. Quay lại đánh thêm lần nữa nè. Anh chém nhanh là nó chém lần mấy con nó đâu. Ok, nó chém lan đúng không? Đúng rồi. Ok, đây, mình sẽ đi đường vòng anh em, mình sẽ đi đường vòng liên tục thì nó sẽ không thể nào mà đánh được mình được. Được. Ok luôn. Đây. Ok. Xem nào máu đã. Ui giời, máu. Vẫn còn máu, không sợ. Không sợ. Ui giời, hay quá. Được nha, nhưng mà nhớ để đi máu là được. Có, quả này tỉnh rồi. Ăn máu liên tục chứ bộ ra. Đổi vũ khí luôn. Đây, chạy đã. Vừa di chuyển anh em phải chạy chỗ anh em. Đây vẫn còn một nùi nè. Qua đây. Ui. Ok anh em, quay góc nè. Hui. Ok anh em, đổi máu đã. Ôi, cẩn thận như hàng quá là chết ngay. Ok anh em, rồi tiếp. Đây, còn mấy con ta, 1, 2, 3. Mấy con nè, khoảng đâu đấy là chưa 10 con nữa. Ra đây. Ok anh em. Sắp hết rồi. Thắng rồi, phong ơi. Ra đây. Ra đây. Woo!
ăn đấy một lần nhá, sau đấy lần thứ hai sẽ thắng ngay, hiểu không? Nè. Ok nghe, vô địch rồi. Hello team, hello team.